Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng của những dòng đèn hồng ngoại. Đối với những dòng đèn hồng ngoại thì cách sử dụng điều khiển từ xa rất là đơn giản. Như đây thì là mẫu mã của dòng Hapilo 10 điều khiển từ xa và điều chỉnh 6 lớp nhiệt độ. Cũng giống như những dòng Hapilo 20 ITR hay là Hapilo 15 đều điều khiển từ xa và điều chỉnh 6 lớp nhiệt độ. Dòng đèn này là dòng đèn hồng ngoại được tích hợp công tắc 3 lớp. Khi chúng ta muốn sử dụng dùng điều khiển để điều khiển được đèn và điều chỉnh được các lớp nhiệt độ thì chúng ta sẽ bật công tắc về lớp. Các bạn sẽ thấy đèn báo trên đèn sẽ hiện màu xanh ạ. Như thế này thì chúng ta sẽ dùng điều khiển và điều chỉnh được các lớp nhiệt độ. Thứ hai là lớp lên thẳng. Đây là công tắc bật trực tiếp. Khi bật công tắc này thì đèn sẽ sáng luôn và không cần qua điều khiển nữa. Đây, như các bạn đã thấy, nên việc sử dụng những dòng đèn hồng ngoại này rất là đơn giản. Xin chào tất cả các bạn. Như vậy là tôi đã hướng dẫn qua cách sử dụng của dòng đèn hồng ngoại.